Top 10 phim ngôn tình hiện đại, hoa ngữ, oan gia ngõ hẹp mới đáng xem nhất năm 2023. Những bộ phim thể loại oan gia ngõ hẹp thường được nhiều khán giả yêu thích bởi nội dung hấp dẫn, tình tiết phim vô cùng thú vị về những mối quan hệ ban đầu có thù oán với nhau, không ưa gì nhau, nhưng sau này lại có quan hệ gắn bó tốt đẹp và đi đến chuyện tình cảm. Nếu bạn yêu thích thể loại phim này thì đừng bỏ qua top 10 bộ phim chúng mình giới thiệu sau đây nhé! Bộ phim đầu tiên, Đoán xem tôi là ai. Đoán xem tôi là ai là bộ phim thuộc thể loại hiện đại lãng mạn, đan xen nhiều yếu tố ly kỳ bí ẩn, có nội dung xoay quanh câu chuyện của nữ chính tên là Tống Giao, Trương Dư Hi thủ vai, người được biết đến là chuyên trị những tên trai nam và chưa từng có tiền lệ nào là thất bại. Trên người Tống Giao mang một thể chất khá đặc biệt và bí ẩn, đó là cô có thể hấp dẫn bất cứ chàng trai nhà giàu nào, miễn là người đó có tài sản trị giá 100 triệu trở lên. Tuy nhiên, khi gặp phải người thừa kế của tập đoàn Quý Thừa Xuyên, Vương Tử Kỳ thủ vai, thể chất đặc biệt của Tống Giao bỗng dưng biến mất đi hiệu lực và cô cũng không hề hay biết rằng người này thực chất chỉ là một tên hàng giả lừa đảo tên là Tần Hạo. Những cuộc đụng độ dần xảy ra thường xuyên hơn và cặp đôi oan gia ngõ hẹp đã bắt đầu những cuộc đấu trí cùng nhau để rồi từ đó mà rơi vào lưới tình với đối phương. Bộ phim thứ hai, Kim Bài khắc phục Đồng Đồng Ân. Ở trong bộ phim này, Ngụy Chiết Minh vào vai Lậu Uyên, một ông chủ tiệm vàng có tính cách không mấy tốt đẹp mà còn ngạo kiều. Tư Lộ vào vai Đồng Đồng Ân, một nhân viên phục vụ khách sạn tầm thường. Cô là một người chăm sóc khách hàng rất giỏi của một công ty quảng cáo. Nam nữ chính gặp nhau trong một cuộc hợp tác làm ăn. Cặp oan gia ngõ hẹp sau nhiều lần khắc khẩu, giao tranh, cuối cùng cũng nảy sinh tình cảm với nhau và mở ra hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười. Bộ phim thứ ba, Anh cũng có ngày hôm nay. Bộ phim lấy đề tài xoay quanh ngành luật sư, có nội dung kể về mối tình oan gia ngõ hẹp của cặp đôi nam nữ chính là ông chủ của một công ty luật và cô gái có ước mơ trở thành luật sư. Trong đó, nam chính Tiền Hằng vốn nổi tiếng là một chàng trai độc địa trong ngành. Anh không chỉ sở hữu vóc người cực phẩm mà còn vô cùng điển trai. Bên cạnh đó, khí chất cũng rất nổi bật và đôi mắt đặc biệt mê người. Trong một lần uống say, Thành Giao, Trương Nhược Nam thủ vai, nói với Tiền Hằng, Trần Tinh Húc thủ vai rằng sẽ có ngày cô thăng quan tiến chức rồi bắt anh gọi cô bằng ba. Cũng kể từ đó, câu chuyện tình lãng mạn ở chốn công sở của họ đã bắt đầu. Bộ phim thứ tư, Tình yêu anh dành cho em. Bộ phim xoay quanh câu chuyện yêu nhau vì hiểu lầm, chia tay cũng vì hiểu lầm và sau nhiều năm trở lại về bên nhau của cặp đôi Tân Kỳ, Vương Tử Kỳ thủ vai và Mẫn Tuệ, Vương Ngọc Văn thủ vai. Câu chuyện phim bắt đầu bằng việc Mẫn Tuệ thay một người con gái khác đi gặp nam chính Tân Kỳ. Thế nhưng sau đó, hai người lại nảy sinh tình cảm và chính thức yêu đương với nhau. Dẫu vậy, vì một sự hiểu nhầm mà cặp đôi đã chia tay đầy tiếc nuối. Ngày Mẫn Tuệ ra đi, Tân Kỳ không hề biết rằng cô đã mang trong mình kết tinh tình yêu của cả hai. 5 năm sau, Tân Kỳ và Mẫn Tuệ có cơ duyên gặp lại. Ban đầu, Tân Kỳ muốn tìm cách trả thù người yêu cũ, dù ý định là vậy. Thế nhưng thực ra anh vẫn cực kỳ quan tâm tới Mẫn Tuệ. Về sau, những khúc mắc trong quá khứ đều được giải quyết. Tân Kỳ và Mẫn Tuệ gương vỡ lại lành, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, chung tay nuôi dưỡng cục cưng toàn, đứa con 5 tuổi của hai người. Bộ phim thứ 5, Cô ấy độc nhất vô nhị. Kỹ sư AL Cố Cửu Lễ, Trương Văn Long thủ vai, bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm thời thơ ấu của mình, nên đã thành lập công ty Cửu Thiên Technology, chuyên nghiên cứu về chế tạo người máy bảo vệ. Hách Tịnh, Tống Y Nhân thủ vai, một sinh viên năm cuối chuyên ngành giáo dục mầm non, thích ca hát, nhưng vì bị mẹ phản đối nên cô chỉ có thể bí mật trở thành một blogger A Đà Tỷ Tỷ, phát sóng trực tiếp ca hát vào ban đêm. Để tránh bị mẹ phát hiện, cô lấy thân phận chủ bá, đến công ty của Cố Cửu Lễ làm thực tập. Hai người gặp nhau, Hách Tịnh đã yêu Cố Cửu Lễ ngay từ cái nhìn đầu tiên và thường xuyên thể hiện ra bên ngoài. Nhưng vì sự mù mắt của mình, Cố Cửu Lễ đã không nhận ra người con gái mình thầm thương trộm nhớ chính là Hách Tịnh, nên đã nói ra hàng loạt lời chế giễu. Sau khi giải quyết hiểu lầm, cả hai cuối cùng đã đến với nhau. Vì sự xuất sắc của Cố Cửu Lễ, Hách Tịnh đã quyết định cải thiện bản thân và phấn đấu để trở thành một người tốt hơn. Đồng thời sự xuất hiện của cô nên đã sưởi ấm sự cô đơn của Cửu Lễ do trải qua thời thơ ấu. Cố Cửu Lễ dần hiểu ra ước mơ của Hách Tịnh nên đã động viên cô tự tin hơn. Cuối cùng với sự ủng hộ của nhau, cả hai đã thực hiện được ước mơ của mình. Bộ phim thứ 6, Cả thế giới đang chờ hai người chia tay. Bộ phim kể về Kỷ Thuật, mắc bệnh lãnh cảm, cũng là một nhà văn mắc chứng bi quan cực độ.
Tiểu thuyết của anh hoàn toàn thể hiện những suy nghĩ bi quan của mình đều là kết cục bi thương. Con người Chu Bị chuyển thể, phim ảnh Tống Ngôn Thất, cô gái được mệnh danh may mắn nửa mùa từ bé đến lớn thì hoàn toàn trái ngược với anh, cô thích kết cục viên mãn. Khi nhà văn chủ nghĩa bi quan gặp được người Chu Bị chuyển thể phim ảnh lạc quan, hai người dây dưa từ ngoài cuộc sống vào đến tận tiểu thuyết. Tống Ngôn Thất bất mãn với chiều hướng câu chuyện của kỹ thuật. Một cách tình cờ, cả hai đã mở ra một lối đi bí mật qua những thế giới hiện thực và tiểu thuyết. Sau đó, bắt đầu một cuộc giằng co giữa hai người về cái kết happy ending và sad ending. Trong trò chơi viết lại này, ai sẽ giành thế chủ động? Hãy cùng đón xem bộ phim nhé! Bộ phim thứ 7, Tuyệt phối Tô Tâm Đường. Tuyệt phối Tô Tâm Đường kể về câu chuyện của ngôi sao nhạc pop đình đám Đường Tô bị hiểu nhầm và bị đưa vào tình trạng tạm ngừng hoạt động nghệ thuật. Sau đó tăng cân đến 50kg và trở thành người giúp việc trực tiếp của Hoàng Phủ Quyết, chủ tịch của một tập đoàn giải trí. Thật không ngờ, Hoàng Phủ Quyết, người bị mù mặt lại chính là fan hâm mộ số 1 của Tang Tố. Vì vậy, hai người đã bắt đầu một câu chuyện tình yêu vô cùng hài hước và nghịch ngợm khi Hoàng Phủ Quyết muốn anti cô nàng ngôi sao tăng cân và trục xuất cô khỏi công ty. Những tình huống giở khóc giở cười xảy ra khi Đường Tô cố gắng lấy lại tên tuổi của mình trong khi đối đầu với Hoàng Phủ Quyết. Bộ phim thứ 8, Trêu Chọc. Trêu Chọc kể về đầu thế kỷ 20 ở Đường Thành, nữ ca sĩ hàng đầu Tân Tiên Lâm, Khương Anh, dày công sắp đặt gả vào nhà phú thương Đỗ Cảnh Song để hoàn thành kế hoạch trả thù. Đỗ Tầm Vũ, con trai Đỗ Cảnh Song nghi ngờ Khương Anh có ý đồ khác, nhưng trái lại suýt bị lộ tẩy thân phận con trai giả. Mẹ kế và con nuôi sống chung dưới một mái nhà đấu đá kịch liệt, lại dần nhận ra dường như đối phương là cố nhân, như định mệnh an bài. Hai người trả thù vốn lẻ loi đơn độc đã trở thành điểm tựa và bảo vệ cho nhau. Mà Đỗ Cảnh Song, kẻ thù của họ lại đang bí mật quan sát mọi chuyện. Bộ phim thứ 9, Cô ấy chẳng qua không muốn thua. Bộ phim kể về Quản Văn, Tần Lam thủ vai, cô gái được mệnh danh là khắc tinh của những khách hàng khó nhằn. Đường công danh thăng tiến như diều gặp gió trong doanh nghiệp nước ngoài. Vào đêm trước sinh nhật tuổi 33, gặp phải cạm bẫy do đồng nghiệp gây ra nên quyết định từ chức. Vào tuổi 33 tam tai, không ngờ chặng đường làm lại sự nghiệp lại vô cùng gian nan. Bị chơi xấu trong các cuộc phỏng vấn, sau cùng đành phải vào làm ở một trung tâm thương mại vừa mới mở không bao lâu. Ngoài mặt, cô từ bên B trở thành bên A. Trên thực tế, trung tâm thương mại này lại chẳng hề khởi sắc vì gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng. Ngoài ra, cô còn gặp lại người yêu cũ hồi học đại học nhưng lại rất lạnh lùng trong công việc, đình ninh, vương dương thủ vai, hạch sách và soi mói cô đủ điều. Bộ phim thứ 10, Ba Kiếp Yêu Hận. Bá Kiếp Yêu Hận kể về năm xưa, Cố Mộng, con gái độc nhất của phú hộ một vùng, bị vị hôn phu Tiêu Hồng Diệp hại nhà tan cửa nát. Nay cô trở về là một người con gái hiểm độc hơn, cô hóa thân thành vũ nữ, muốn ám sát Tiêu Hồng Diệp. Giờ đã là một tên quân phiệt quyền lực nhưng không may bị mất trí nhớ, ngược lại còn bị Tiêu Hồng Diệp giữ bên cạnh làm người hầu, dùng đủ mọi cách để giày vò. Dù chịu bao uất ức nhục nhã, Cố Mộng cũng không thỏa hiệp. Cô mang theo nỗi căm hận của mình, quyết tâm vạch trần chân tướng, chính tay đâm chết kẻ thù. Nhưng cùng lúc đó lại bị cảm giác yêu hận đan xen răng xé sau nhiều lần mất trí nhớ rồi lại khỏi. Vừa rồi là top 10 bộ phim ngôn tình oan gia ngõ hẹp hoa ngữ mới đáng xem nhất hiện nay. Bạn đang xem và yêu thích bộ phim nào nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé! Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh Hóng Xì Bít để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!